Từ châu Á đến châu Âu kinh sợ nói về chiến thắng của U17 Việt Nam, nể phục vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đêm 21 tháng 5 theo giờ Hà Nội, trong trận đấu thuộc đợt tập huấn tại Qatar, Việt Nam xuất sắc đánh bại đội chủ nhà. U17 Việt Nam đang trong quá trình tập huấn ở Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023. Sau trận hòa với Lào, Việt Nam đã bước vào cuộc so tài với chủ nhà Qatar để ra soát lực lượng. Và trong trận đấu giao hữu, U17 Việt Nam đã gây ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước Qatar. Hai cầu thủ lập công của Việt Nam đó chính là Huỳnh Triệu và Công Phương. Trong đó, Huỳnh Triệu đã mở tỷ số cho Việt Nam với cú đá phạt trực tiếp. Công Phương nhân đôi cách biệt với bàn thắng trên chấm 11m. Chiến thắng này của U17 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ. U17 Qatar là một đội bóng mạnh và giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Tại vòng loại, họ đã có một thành tích bất bại khi thắng 3 và hòa 1. Đặc biệt, U17 Qatar đã thắng 2-1 trước Iraq và Oman. Bên cạnh đó, Qatar còn đánh bại Lebanon với tỷ số 4-1 và hòa 1-1 trước Bahrain. Do đó, việc họ thất bại trước Việt Nam khiến cho báo giới châu Á không khỏi bất ngờ. Báo chí châu Á gọi đây là chiến thắng ấn tượng, cú sốc bất ngờ khi Việt Nam đánh bại U17 Qatar tới tận 2-0. Gọi chiến thắng của Việt Nam là cú sốc bất ngờ. Tờ SNE Sport của Úc đã bình luận, đội tuyển Việt Nam đã làm nên điều bất ngờ sau khi đánh bại U17 Qatar với tỷ số 2-0. Các học trò của ông Tuấn đã thể hiện sức mạnh khó lường trước vòng chung kết U17 châu Á. Báo điện tử Bola của Indo cũng đã giật tít, U17 Việt Nam làm nên bất ngờ sau khi đánh bại U17 Qatar để có thể chiến thắng trong lần đầu tiên tập huấn hướng tới vòng chung kết châu Á U17. Đó là một màn trình diễn ấn tượng của đội bóng đến từ Đông Nam Á. Trong khi đó, báo giới Đông Nam Á không khỏi nể phục vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Kể từ đầu năm tới nay, ông cùng U20 và giờ là U17 Việt Nam liên tục quật ngã các ông lớn như Qatar hay Úc tại các trận giao hữu. Bộ lại cho biết, huấn luyện viên U17 Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam là nỗi ám ảnh của các đội bóng lớn. Huấn luyện viên này liên tục cùng với U20, U17 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm trước Qatar hay Úc trong các trận đấu. U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên này hứa hẹn sẽ có một màn thể hiện ấn tượng. Tờ Thái Ranh đã nhận định U17 Việt Nam vừa đánh bại Qatar tại trận giao hữu trước thềm vòng chung kết U17 châu Á. Đây là màn thể hiện ấn tượng của U17 Việt Nam, đặc biệt với cá nhân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Vì huấn luyện viên này đã đánh bại các đội tuyển cấp độ Qatar 3 lần liên tiếp chỉ trong 2023. Sau đợt tập huấn tại Qatar, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển sang Nhật Bản để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo. Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, mục tiêu có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U17 châu Á 2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng D với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan sẽ ở bảng A cùng với Chile, Malaysia và Lào. Bảng B là cuộc đọ sức giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar. Bảng C là cuộc cạnh tranh Tajikistan, Austria, Saudi Arabia và Trung Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng. Đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 vào tháng 10. Mặc dù trước mắt gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vị huấn luyện viên cũng như là người hâm mộ đang tin tưởng vào sự mát tay và sức mạnh của U17 Việt Nam. Đó là lịch trình của U17 trong thời gian tới. Còn với đội tuyển quốc gia Việt Nam, tháng 6 cũng là lần đầu tiên họ thi đấu dưới sự chỉ đạo của vị huấn luyện viên mới. Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu để có thể tích điểm trên bảng xếp hạng và hướng tới mục tiêu xa hơn. Theo đó, ông Jose và các học trò sẽ tiếp đón Hồng Kông, một đối thủ kèo dưới trên sân Lạch Tray vào ngày 15 tháng 6. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7 tháng 6 để tập luyện. Đầu tháng 3 vừa rồi, ông Jose đã luyện tập cùng với đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên với 22 cái tên. Lần tập trung đó, chiến lược gia người Pháp chỉ định các học trò làm quen sơ bộ với mình, cho nên vẫn còn nhiều cái tên thiếu, ví dụ như 3 cầu thủ đang xuất ngoại. Tuy nhiên, ở đợt tập trung vào tháng 6 sắp tới, ông Jose dự tính sẽ gọi nhiều cái tên lên tuyển. Đội tuyển dự kiến sẽ hội quân vào ngày 7 tháng 6, sau đó giao hữu với Hồng Kông vào ngày 15 tháng 6. Một vài nguồn tin cho biết, 22 cái tên từng lên đội tuyển quốc gia vào đầu tháng 3 sẽ chỉ chiếm tới 60%, 40% còn lại là những cái tên mới, trong đó được lấy từ lớp đàn em U22. Việc ông Jose dự kiến gọi nhiều cầu thủ Việt Nam lên đội tuyển sẽ là sự khích lệ rất lớn sau một kỳ SEA Games. Còn với những cái tên mới, những ngày đã qua đã xuất hiện nhiều đồn đoán, trong đó không ít ý kiến cho rằng bao gồm Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, bởi lẽ đợt hội quân FIFA Day nên các câu lạc bộ sẽ có nghĩa vụ nhà người. Cùng liên quan tới đội tuyển, mới đây ông Jose đã nói về lý do tại sao dùng lứa U20 Việt Nam thi đấu thay vì U22.
Từ chia sẻ của chiến lược gia người Pháp có thể thấy ông rất có tâm lý và biết trước sau và tính đường dài cho bóng đá Việt Nam. Các giải đấu như ASEAN, U23 Đông Nam Á không hề thuộc hệ thống FIFA đây nên khó để có thể lên một lịch trình hợp lý. Hệ thống các giải đấu trong nước vẫn đang được diễn ra liên tục. Tuy nhiên vì thế mà đội U20 cũng chưa chắc đã có được lượng mạnh nhất vì nhiều câu lạc bộ vẫn cần người. Tôi và VFF đã thống nhất quyết định này, giải đấu cần ưu tiên hơn vòng loại U23 châu Á 2024 và vòng loại World Cup. Đội tuyển cũng phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích giữa câu lạc bộ với league ngắt quãng. Tôi muốn xây dựng đội tuyển quốc gia từ nền tảng các câu lạc bộ. Khi có một sản vô địch mạnh thì tất nhiên các đội tuyển cũng sẽ mạnh. Rõ ràng, ông Chuse đã tính rất xa và muốn đội tuyển Việt Nam phát triển một cách bền vững. Quả thực là người hâm mộ vẫn không tin tưởng vào chiến lược gia này sau khi ông đã làm tại SEA Games. Với mức lương rơi vào khoảng ít nhất 2 triệu USD cho bản hợp đồng 3 năm, ông Chuse đang chờ đợi sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam. Kiểm soát bóng đá và tấn công, ghi nhiều bàn, đó là triết lý của ông. Ngay lập tức, đập bỏ hết những gì mà ông Park Hang-seo xây dựng cho vòng 5 năm qua. Điểm chung của hai vị huấn luyện viên này đó chính là sơ đồ ba hậu vệ. Kể chuyện trên thì cũng đã chỉ ra một vấn đề, Liên đoàn bóng đá Việt Nam liệu có nhất quán trong việc xây dựng một triết lý chung cho đội tuyển quốc gia. Hãy lấy bóng đá Thái Lan làm ví dụ, họ có một triết lý bóng đá từ đội tuyển trẻ cho tới quốc gia. Kiểm soát bóng và tấn công, người hâm mộ sẽ dễ dàng thấy U19, U20, 22 và 23, hai đội tuyển Thái Lan đều có lối chơi bàn bật nhỏ và kiểm soát bóng dựa trên nền tảng kỹ thuật rất tốt. Nếu lấy từ lời của Kea Tisok làm cột mốc thì bóng đá Thái Lan luôn duy trì triết lý trong một thập kỷ. Và ông Paul King cũng đã xây dựng một lối chơi như vậy. Phong cách chơi này đồng nghĩa với việc Thái Lan thời Kea Tisok, lấy ví dụ là Đức, đội tuyển từng nổi tiếng với chơi xù xì. Người Đức cũng đã thay đổi kể từ World Cup 2006. Với bóng đá Việt Nam từ thời vị huấn luyện viên Calisto hay là huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Miura, Park Hang-seo đều không có lối chơi nào giống nhau. Bây giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn một vị huấn luyện viên có triết lý bóng đá trái ngược hoàn toàn. Việc chọn vị huấn luyện viên có thể ảnh hưởng tới một lứa cầu thủ. Năm ngoái, ông Gong Ki-win đã có chiến thuật phù hợp để Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Văn Khang tỏa sáng U23 châu Á. Văn Khang tiến bộ tới mức ông Park Hang-seo đã nhấc lên đội tuyển Việt Nam và ghi một bàn trong trận giao hữu với thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lứa cầu thủ kể trên đã không thể hiện tốt tại SEA Games vừa qua. Văn Khang, Suy Cương, Tiến Long, Văn Trường đã dự bị, thủ môn Văn Chuẩn đã sa sút và thiếu tự tin. Những điều trên chỉ ra một vấn đề, chọn huấn luyện viên có triết lý phù hợp với năng lực cầu thủ để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển có ý nghĩa rất quan trọng. Người hâm mộ muốn ông Chuse là một người phù hợp với bóng đá Việt Nam thay vì sắm vai vị huấn luyện viên trưởng có đẳng cấp World Cup và nhận lương cao nhất. Tuy nhiên, điều nhận lại không thành công cùng với bóng đá Việt Nam.